Lại nữa, này mãn từ từ, đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, trong tất cả các hạnh trước tiên nên học bố thí ba la mật đa vô nhiễm. Vì sao? mãn từ từ vì nếu học bố thí ba la mật đa thì thân tâm phải liên tục mau chóng ra lìa san tham keo bẩn đã huân tập từ vô thủy kiếp đến nay mới dần dần thân cận trí nhất thiết trí vì vậy bồ tát từng giờ từng giờ tác ý tương ứng với hữu trí nhất thiết trí hiện tiền liên tục từng lúc từng lúc dần dần thân cận trí nhất thiết trí Từng giờ từng giờ dần dần thân cận trí nhất thiết trí, từng lúc từng lúc xa lẻ bậc thanh văn và độc giác, từng giờ từng giờ dần dần xa lẻ bậc thanh văn và độc giác, từng lúc từng lúc dần dần kẻ cận trí nhất thiết trí. Lại nữa, này mãn từ từ, như khi trời mưa, đẻ vò ở chỗ cao hứng nước mưa, nước mưa dần dần đầy vò, khi đầy như vậy là do giọt mưa rơi xuống liên tục từ đầu đến cuối chảy vào đó không bị gián đoạn bồ tát cũng vậy chẳng phải cầu trí nhất thiết chỉ phát tâm ban đầu mà chứng đắc được cũng chẳng phải sau khi ngồi tòa bồ đề khởi tâm tối hậu mà chứng đắc được nhưng do phát tâm liên tục từ lúc mới phát tâm cho đến ngồi tòa bồ đề khởi tâm tối hậu chuyển chuyển liên tục mà cầu trí nhất thiết đắc trí nhất thiết tâm ở chặng đầu giữa sau đều hướng đến trí nhất thiết chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cốt yếu là do các tâm nối nhau liên tục rất trừ các pháp chướng ngại mới thành tựu được lại nữa này mãn từ từ nếu các bồ tát muốn mau chứng đắc vô thượng bồ đà thì không nên để tâm bị xen tạp mãn từ tử liền hỏi cụ thọ xá lợi tử lúc nào gọi là tâm các bồ tát không bị xem tạp xá lợi tử đáp nếu các bồ tát tác ý phi lý hiện tại có thể tránh niệm quán sát như thế có thể tùy thuận với trí nhất thiết trí không bị trái nghịch các bồ tát này có thể như thật biết ta phải tác ý phi lý đối với trí nhất thiết làm bạn giúp đỡ nhau nghĩa là ta phải tác ý phi lý dẫn thân trong việc sanh tử liên tục an trụ lâu dài làm lợi ích hữu tình nếu thần không tác ý phi lý giúp đỡ hướng dẫn làm cho an trụ tức là chấm dứt tự mình không thể viên mãn thì làm sao đem lại lợi ích cho các hữu tình khác mức độ này là tâm các bồ tát không bị xen tạp lại nữa nảy mãn từ từ nếu các bồ tát quán các pháp thuận nghịch hỗ trợ nhau đến trí nhất thiết trí thì các Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo quán tất cả Pháp đều tùy thuận sự cầu quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, không bị sự thuận nghịch làm xen tạp tâm đối với cảnh nghịch tâm không sân hận đối với cảnh thuận tâm không ái nhiễm nếu nghịch hay thuận đều biết đúng vì nó hỗ trợ làm duyên dẫn đến trí nhất thiết bồ tát như vậy thì trong tâm không bị xen tạp đối với tất cả thời tất cả cảnh lại nữa nề mãn từ từ ví như có người bị kẻ khác bắt giam dẫn đến chỗ giết người kia run sợ không còn tưởng việc gì khác chỉ nghĩ như vậy chẳng bao lâu nữa nhất định ta sẽ bị chúng giết hại các bồ tát cũng lại như vậy nếu thường suy nghĩ về trí nhất thiết trí thì trong thời gian đó không có suy nghĩ gì và trong mọi lúc tâm các bồ tát không bị điều khác xen tạp lại nữa nề mãn từ từ ví như có người đem nhiều châu báu vào nơi đồng vắng trong ấy có nhiều giặc cướp vuông bạo bấy giờ người kia không còn tưởng gì khác chỉ nghĩ như vậy lúc nào ta sẽ ra khỏi chỗ hiểm nạn này để đến nước giàu sang yên ổn các bồ tát cũng lại như vậy nếu thường suy nghĩ về trí nhất thiết trí thì những suy nghĩ khác không khỏi lên được Thân ý của các Bồ Tát này thanh tịnh, tâm không bị điều khác xen tạp. Lại nữa, này mãn từ từ, ví như có người từng làm trộm cướp, bị vua tìm bắt, người kia sợ sệt trốn vào trong chợ, núp chỗ ồn ào đông đảo để lần trốn. Chính ngay nơi đó đánh trống thổi kèn đọc sắc lệnh nhà vua muốn bắt y. Khi đó người kia không còn tưởng điều gì khác, chỉ nghĩ chớ để họ biết ta ở đây nếu thấy thì sẽ bị bắt trói các bồ tát cũng lại như vậy vì muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà nên thường suy nghĩ về trí nhất thiết trí mọi suy nghĩ khác không thể khởi lên thời gian tu hành của các bồ tát này như vậy nên không bị điều gì khác xen tạp tâm lại nữa nay mãn từ từ ví như thợ vàng có người đem trăm vàng đến trao tận tay ông ta và nói vật này vô bảo giao cho ngươi hãy làm thành những đồ trang sức quý báu và đẹp phải hết lòng làm gấp trong một tháng là hoàn tất nếu như không hoàn thành hoặc làm xấu xí đầu ngươi sẽ mất nhất định không tha người thợ vàng nghe thế thân tâm run sợ ngày đêm siêng năng gắng sức làm việc không dám nghĩ các chuyện gì khác chỉ nghĩ ta phải làm thế nào để đúng kỳ hạn cho vua và vật trang sức phải thật đẹp trong thời gian vật trang sức chưa hoàn thành người kia dù có ăn uống vân vân nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc ăn uống vân vân chỉ để tâm nơi thỏi vàng và liên tục suy nghĩ làm thế nào để sáng tạo các kiểu trang sức thật đẹp vì sao mãn từ từ vì người kia rất quý trọng thân mạng đúng kỳ hẹn người thợ vàng hoàn thành các vật trang sức đẹp đem đến chỗ vua tâu tàu bệ hạ các vật trang sức quý báu mà bệ hạ chỉ thị bề tôi làm nay đã hoàn tất vua thấy rất vui mừng an ủi người kia người vâng theo xác lệnh của ta có công rất lớn đáng lẽ phải làm mười hai tháng mới xong ngươi chỉ làm trong vòng một tháng hoàn thành tất cả vua liền đem nhiều vật quý báu ra ban thưởng các bồ tát cũng lại như vậy từ lúc mới phát tâm cho đến tối hậu định kim cương dụ sắp hiện tiền trong khoảng thời gian đó tâm chưa hề xen tạp điều gì khác chỉ cầu phát trí nhất thiết trí nhưng người thợ phàng kia thiết thân mạng mình trong khoảng thời gian đồ trang sức chưa xong chỉ dốc tâm chế tạo đồ trang sức chưa hề để vọng tưởng xen tạp Bồ Tát cũng vậy vì tôn trọng Bồ Đề, khoảng thời gian chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tâm thường suy nghĩ về trí nhất thiết trí. Trong khoảng thời gian đó, không có một suy nghĩ nào khác, đây gọi là tâm không bị điều khác xen tạp. Nếu các Bồ Tát cầu trí nhất thiết, có thể an trụ tâm như vậy, không để xen tạp, tinh tấn tu hành hạnh Bồ Đề, mau chóng viên mãn tư lương Bồ Đề. Các Bồ Tát khác vì tu hành Bồ Tát mà đẻ tâm xen tạp, nên phải trải qua vô số kiếp mới được viên mãn tư lương quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề các bồ tát này không trải qua trăm kiếp mới có thể viên mãn vì sao mãn từ từ vì các bồ tát này cầu trí nhất thiết không để suy nghĩ khác xen tạp trong tâm đại bồ đề dù chỉ chốc lát nên không có tạp tâm lúc tu bồ tát hạnh không phải trải qua trăm kiếp mới viên mãn chứng đắc tư lương quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khi tâm bị xen tạp liên tục thì không thành tựu tư lương bồ đà. Tâm ít bị điều gì xen tạp liên tục liền thành tựu tư lương bồ đề. Vì thường tăng trưởng việc tinh tấn trong từng sát na sát na. Như vậy Bồ Tát muốn cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, Dẫn đến việc viên mãn tư lương mau chóng thì phải siêng năng dùng phương tiện không điên đảo. Để tâm không bị xen tạp. Nếu được tâm như vậy thì dễ chứng đắc trí nhất thiết trí. Bây giờ mãn từ từ hỏi xá lợi tử, tâm không xen tạp thì lấy gì làm tánh, những suy nghĩ gì làm tâm bị xen tạp, do tâm có đây kia nên gọi là xen tạp, chúng Bồ Tát phải xa liền nó thế nào? Xá lợi tử đáp, nếu các Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo chỉ cầu trí nhất thiết, không suy nghĩ gì khác, gọi bị xen tạp tâm không xen tạp thì lấy đâu làm tánh nếu tác ý tương ứng với thanh văn thừa độc giác thừa thì không xen tạp tâm đại bồ đề đều gọi là bồ tát tác ý phi lý vì sao vì tác ý nhị thừa nên tránh nghịch với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu ai khởi tâm kia ngay hiện tiền thì không viên mãn tương đương bồ đề lại vui mừng an lạc niết bàn nhàm chán sanh tử đối với điều đó bồ tát phải nên xa lìa và tránh xa phải nghĩ như vậy nếu ta tác ý nhị thừa sẽ xa lìa trí nhất thiết thuận theo niết bàn không nên để điều đó xen tạp trong tâm ta vì vậy bồ tát phải nghĩ tâm tương ứng với tham sân si vân vân đối với đại bồ tát tuy làm chướng ngại nhưng tùy thuận tư đương bồ đề thì tâm bồ tát chẳng xen tạp lắm cũng như tâm cầu địa vị độc giác thanh văn vì sao vì tham sân si vân vân có thể làm cho tương tục sanh tử trong các cõi nhưng hộ trì các bồ tát đến trí nhất thiết nghĩa là chúng bồ tát dùng phương tiện thiện xảo thọ thân đời sau chịu các phiền não để làm lợi ích lớn cho các hữu tình y vào đó tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa làm cho được viên mãn Y vào đó tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc làm cho được viên mãn. Y vào đó tu học bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đồng giác, tám chi thánh đạo làm cho được viên mãn. Y vào đó tu học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện làm cho được viên mãn. Y vào đó tu học pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa làm cho được viên mãn. Y vào đó tu học các địa bồ tát, năm loại mắt, sáu phép thần thông làm cho được viên mãn y vào đó tu học mười lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng vân vân, vô lượng vô biên công đức chư Phật làm cho được viên mãn. Phiền não như vậy có thể hộ trì Bồ Tát khiến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, chẳng phải tác ý các thanh văn độc giác, vì tác ý kia ngăn cản đại Bồ đề cũng phá trừ tư lương không được viên mãn cho nên khi tâm của chúng đại bồ tát bị tác ý kia xen tạp thì càng xa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì vậy tâm các bồ tát không nên xen tạp tác ý về thanh văn độc giác các bồ tát vì cầu đại bồ đề nên phải tránh xa nó đừng cho tạm khởi thân ở nơi các cõi phải tùy thuận tác ý phiền não chẳng bị xen tạp lắm đối với tâm bồ tát vì sao? Mãn từ từ vì các Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề chỉ vì muốn độ các hữu tình nên mặc giáp tinh tấn, an trụ lâu dài trong sanh tử. Để làm lợi ích lớn, không nên suy nghĩ mau chóng chấm dứt phiền não. Do suy nghĩ này nên ngay hiện tiền thân thọ lâu dài ở các cõi. y vào đó mà giữ gìn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật Pháp khác đều được viên mãn. Tăng ý tương ứng với phiền não như vậy sẽ tùy thuận hộ trì các Bồ Tát ở thân sau đưa đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề từ khi chưa chứng bồ đề cho đến lúc chưa ngồi tòa bồ đề diệu pháp thì không rất sự mong cầu tác ý như vậy không nên diệt trừ hẳn vì vậy chúng đại bồ tát nếu ngay khi hiện tiền khởi phiền não thì không nên quá nhàm chán sanh tử vì sao mãn tử tử vì chúng bồ tát đối với các phiền não nhớ nghĩ có ơn nên nghĩ như vậy Do điều kia nên đưa ta đến các loại tư lương bồ đề làm cho mau chóng viên mãn điều kia đối với ta có ơn đức lớn. Vì sao? Vì cũng như thiện pháp khác mang lại lợi ích cho ta nên ta kính trọng. Phiền não cũng vậy không nên chán ghét. Đối với các phiền não và cảnh giới kia, Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo cũng phải kính trọng sâu xa như kính Phật Thế Tôn. Vì sao? Vì các Bồ Tát này biết dùng phương tiện thiện xảo suy nghĩ, Do phiền não các cõi chưa dứt hẳn, nên ta phải tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên các vật pháp khác đều được viên mãn. Nhân điều này nên phát trí nhất thiết trí, từng giờ từng giờ tu học bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác dần dần viên mãn. Từng thúc từng lúc làm cho phiền não các cõi lần lượt được bào mòn cho đến hoàn toàn chấm dứt, liền chứng quả vị vô thượng chánh đánh đằng bồ đề Vì những người buồn dùng xe chở nhiều vật quý báu nặng đến thành lớn rất xa. Từng giờ từng giờ xe kia vận chuyển tiến dần tiến dần về phía trước. Từng lúc từng lúc các bộ phận trục bánh vân vân nơi bánh xe mòn dần dần. Nhưng cũng từ từ vào được thành lớn. Một khi các bộ phận của xe bị hư hại thì sự việc đã thành tiệu rồi. Người chủ không hối tiếc nữa. Bồ Tát dùng phương tiện thiện, thiện xảo cũng như vậy với phiền não dựa vào thân để hộ trì. Từng giờ từng giờ do phiền não hộ trì thân liên tục. Khi ấy từng lúc từng lúc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác dần dần viên mãn. Từng giờ từng giờ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác dần dần viên mãn. Khi ấy từng lúc từng lúc làm cho các phiền não dần dần suy giảm từng giờ từng giờ làm cho các phiền não dần dần suy giảm khi ấy từng lúc từng lúc dần dần kể cận trí nhất thiết trí nếu khi bồ tát chứng đại bồ đề bấy giờ các phiền não y vào thân đều chấm dứt nhưng việc cần làm đã làm xong không còn thọ thân phiền não như xe đã vào thành rồi không cần dùng xe phiền não như vậy đối với đại bồ đề tuy là chướng ngại nhưng có sức hộ trì tương đương bồ đề vì vậy bồ tát cho đến chưa ngồi tỏa bồ đề diệu giác cũng chưa diệt trừ hẳn nếu được bồ đề thì tất cả đều chấm dứt nếu có hữu tình đến chỗ Bồ Tát trước thì khinh khi của trách sau cầu xin tài pháp thì Bồ Tát hoan hỷ bố thí cho nghĩ như vậy. hữu tình này đến chỗ ta cho ta ơn đức lớn khiến ta thành tựu bố thí an nhẫn. Do đó chứng tác trí nhất thiết trí ta nhờ người này nên phát tâm tăng thượng đạt đến đại bồ đề thủ thắng hơn cảnh giới khác. Vì vậy trong các tác ý của Bồ Tát này chỉ trừ tác ý tương ứng với nhị thừa còn các tác ý khác đều không chán bỏ vì đối với sự chứng đăng trí nhất thiết trí đều có sức hộ trì này khi ấy mãn từ từ liền hỏi cụ thọ xá lợi tử chẳng lẽ nhị thừa đối với trí nhất thiết không có sức hộ trì sao nghĩa là các thanh văn cũng có thể dạy dỗ giáo huấn bồ tát giúp cho họ siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh đợi bát nhã ba la mật đa và vô lượng vô biên phật pháp khác và các bồ tát cũng làm ruộng phước cúng dường y phục thức ăn cho các bồ tát mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí vậy tại sao nói tăng ý tương ứng với thanh văn độc giác là không có sức hộ trí trí nhất thiết và tư lương này xá lợi tử liền trả lời cụ thọ mãn từ tử Đúng vậy, đúng vậy. Thành văn độc giác đều có sức hộ trì trí nhất thiết và tư lương này. Nghĩa là các thành văn cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, giúp họ siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, giúp họ siêng năng tu học pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh rốt giáo không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất cả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không cũng có thể dạy dỗ giáo huấn bồ tát giúp họ siêng năng tu học bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng có thể dạy dỗ giáo huấn bồ tát giúp họ siêng năng tu học bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đồng giác tám chi thánh đạo cũng có thể dạy dỗ giáo huấn bồ tát giúp họ siêng năng tu học tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ lớp 10 biến xứ cũng có thể dạy dỗ giáo huấn bồ tát giúp họ siêng năng tu học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, giúp họ siêng năng tu học cực hỷ địa, đi cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, giúp họ siêng năng tu học tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, như lai địa cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học bởi lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học và không quên mất tánh luôn luôn giả, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật. Vì vậy thanh văn cũng có sức hộ trì trí nhất thiết và tư lương này, hoặc các độc giác cũng muốn làm ruộng phước cúng dường cho Bồ Tát, nghĩa là các Bồ Tát nhờ ruộng phước cúng dường đầy đủ vật dụng cho mình, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, do đó độc giác cũng có sức hộ trì trí nhất thiết và tư lương này. Nhìn tăng ý thanh văn độc giác hoàn toàn không có sức hộ trì trí nhất thiết và tư lương này. Vì sao? Vì tác ý tương ứng với thành văn độc giác đối với bậc nhị thừa này có sức sức hộ trì thù thắng, nhưng không tùy thuận cho các Bồ Tát cầu quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề và tư lương này, nghĩa là nhằm chán sanh tử, ưa thích nhập Niết Bàn, bỏ đại Bồ Đề và các loài hữu tình. Vì vậy, chế địch Bồ Tát không nên khỏi tác ý tương ứng với thanh văn độc giác, do tác ý đó hoàn toàn không tùy thuận cho các Bồ Tát cầu Phật quả và làm lợi ích hữu tình lại nữa này mãn từ tử các thanh văn thừa có ơn đức lớn đối với sự cầu quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề của đại bồ tát nghĩa là chúng đại bồ tát tuyên thuyết tất cả ba la mật đa và thắng hạnh khác là tương ứng với giáo pháp dạy dỗ giáo huấn khiến siêng năng tu học mau chóng được viên mãn cũng cùng bồ tát làm dụng phước thanh tịnh thọ sự bố thí của bồ tát làm cho các bồ tát mau chóng được viên mãn tư lương bồ đề do đó thành văn đối với các bồ tát có ơn đức lớn vì vậy bồ tát dùng phương tiện thiện thiện xảo quán các hữu tình và tất cả pháp, đối với trí nhất thiết và tư lương này đều có ơn đức tùy thuận. Tâm trí của các A La Hán đối với Bồ Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là nếu không có điều kia thì không có sự ngăn ngại. Vì sao nói các Bồ Tát không nên phát khởi tâm A La Hán, cũng không nên tu trí A La Hán vì do điều kia ngăn ngại nên đưa Bồ Tát phát khởi tư lương bồ đề mau được viên mãn, nhanh chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, cho nên tâm hoặc trí của A La Hán đối với Bồ Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là làm cho Bồ Tát đắc trí nhất thiết làm lợi ích an vui cho hữu tình đến tận đời vị lai. Tâm hoặc trí của tất cả độc giác đối với Bồ Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là nếu không có điều kia thì không có sự ngăn ngại. Tại sao nói chúng Bồ Tát không nên phát khởi tâm độc giác thừa? cũng không nên tu trí độc giác thừa bởi kia ngăn ngại cho nên đưa bồ tát phát khởi tư lương bồ đề mau được viên mãn nhanh chóng chứng đắc trí nhất thiết trí cho nên tâm hoặc trí của các độc giác đối với bồ tát thừa cũng có ơn đức nghĩa là làm cho bồ tát đắc trí nhất thiết làm lợi ích an vui cho hữu tình đến tận đời vị lai lại quán tâm trí nhị thừa thấp kém bồ tát tu học tâm trí tăng thượng nếu không có tâm trí nhị thừa thấp kém thì bồ tát không nên tu học tâm trí tăng thượng như vậy là tâm trí các bồ tát hữu lậu vô lậu chỉ trừ tâm trí như lai ứng tránh đẳng giác đối với tất cả pháp khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng cho nên tâm hoặc trí của tất cả thanh văn độc giác đối với trí nhất thiết cũng có phần tùy thuận thế lực Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo như vậy quán các hữu tình và tất cả pháp đều tùy thuận theo thế lực trí nhất thiết và tư lương này cho nên không chán bỏ tất cả tâm lại nữa này mãn từ từ các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa tuy có xảo bỏ tiền tài châu báu vân vân nhưng đối với sự việc kia không nhớ nghĩ chấp tướng nghĩa là nếu xả bỏ tất cả tướng tất cả pháp hồi hướng quả vị vô thượng chánh đằng bồ đề muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình có thể chứng đắc trí nhất thiết trí nếu không bỏ tướng hồi hướng bồ đề mà muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình thì hoàn toàn không đắc trí nhất thiết trí nếu các bồ tát được nhiều loại châu báu như vàng bạc vân vân tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi lớn nếu các bồ tát bỏ tất cả châu báu như vàng bạc vân vân thì mới gọi là được lợi lớn nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình mới gọi là thiện lợi vô thượng, nếu Bồ Tát làm chuyển luân vương thống lãnh thế giới bốn châu được tự tại lớn, tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ ngôi vị chuyển luân vương chủ thế giới bốn châu mới đáng gọi là được lợi lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình mới được gọi là là thiện lợi vô thượng. Nếu các Bồ Tát muốn làm vua cõi dục, thống lãnh cõi dục, được tự tại lớn tuy nói là được lợi, nhưng chưa đáng gọi là được tự tại lớn. Nếu các Bồ Tát giả bỏ ngôi vua tự tại cõi dục, mới đáng gọi là được tự tại lớn. Nếu các Bồ Tát xào bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình thì mới đáng gọi được thiện lợi vô thượng. Nếu các hữu tình xả bỏ các tướng đắc quả dự lưu hoặc nhất lai hoặc bất hoàn hoặc a la hán hoặc độc giác Bồ Đề, Tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi lớn. Nếu các hiếu tình xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hiếu tình thì mới đáng gọi là được thiện lợi vô thượng. Nếu đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với trong các lợi kia thì là tối thượng, tối thắng không gì sánh bằng. Vì sao Vì các bồ tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thể làm lợi ích lớn cho hiếu tình, còn thanh văn độc giác và các phàm phu không làm việc này. Nếu các Bồ Tát duyên tưởng tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử ở khắp mười phương, làm các đồ ăn thức uống thưởng rượu, y phục ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, phóng xá, tài sản, hương hoa vân vân đều dâng lên cúng dường, tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi vô thượng. Nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đằng Bồ Đề, muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình thì mới đáng gọi là được thiện lợi vô thượng. Vì sao? Vì các vật thức ăn, nước uống, vân vân đều có nhiều tướng, các tướng ở các cõi đều có số lượng. Pháp có số lượng là có phần hạn, duyên vào điều kia nên không thể chứng đắc trí nhất thiết trí không phân hạn nếu các bồ tát dùng phương tiện thiện xảo duyên tưởng tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và chúng đệ tử đầy đủ vô lượng công đức hy hữu nhưng không chấp lấy tướng tùy nhớ nghĩ thức ăn nước uống vô biên thượng rượu hy phục ngoạ cụ thuốc men trị bệnh phòng xá tài sản hương hoa vân vân đều dâng cúng dường nhưng không chấp lấy tướng tùy hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề làm lợi ích lớn cho hữu tình nhưng không chấp lấy tướng do chứng đắc trí nhất thiết trí này nên làm lợi ích cho hữu tình đến tận đời vị lai nên biết đây mới đáng gọi là được lợi vô thượng và đối với tất cả lợi thì đây là lợi đệ nhất nếu các bồ tát làm được phương tiện thiện xảo như vậy tu hành bố thí thì mới đáng gọi là bồ tát ở trên cao nhất định sẽ đắc trí nhất thiết trí vì sao vì trí nhất thiết trí rất khó có thể chứng đắc như vậy bồ tát có thể xả bỏ tất cả các tướng trong ngoài tâm không dính mắc cầu chứng trí nhất thiết trí như vậy đối với các bồ tát giỏi là thượng thủ nên đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tối tôn bồ tát ở quá khứ vị la hiện tại đã sẽ và đang chứng đắc trí nhất thiết trí đều do sự phát khởi phương tiện thiện, thiện xảo như vậy mà chứng đắc Bây giờ mãn từ tử liền hỏi cụ thọ xá lợi tử làm sao bồ tát được nhập vào số bồ tát ở trên cao? xá lợi tử đáp: nếu các bồ tát dùng phương tiện thiện xảo không chấp lấy pháp tướng, thì các bồ tát này nhập vào số bồ tát ở trên cao. mãn tử tử hỏi: các bồ tát này đối với những pháp gì không chấp lấy tướng nào? xá lợi tử đáp: các bồ tát này đối với giác quẩn không chấp lấy tướng thường vô thường; đối với thọ tưởng hành thức quẩn cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với xác uẩn không chấp lấy tướng vui là không vui đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với sát uẩn không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với sát uẩn không chấp tướng tịnh bất tịnh đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với giác uẩn không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với sắc uẩn không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhĩ tĩ Thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng vui không vui đối với nhĩ tĩ Thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với nhĩ Tý thể thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với nhĩ tĩ thể thân ý sứ cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với nhĩ tĩ thể thân ý sứ cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với sắc xứ không chấp lấy tướng thường vô thường đối với thành hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với sắc xứ không chấp lấy tướng vui không vui đối với thành hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với sắc xứ không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với sắc xứ không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với thành Hường vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với sắc xứ không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với thành hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với sắc xứ không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với thành hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với nhãn giới không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhãn giới không chấp lấy tướng vui không vui Đối với nhĩ tĩ, thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng vui không vui. Đối với nhãn giới không chấp lấy tướng ngã vô ngã. Đối với nhĩ tĩ, thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã. Đối với nhãn giới không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh. Đối với nhĩ tĩ, thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh. Đối với nhãn giới không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly. Đối với nhĩ tĩ, thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly. Đối với nhãn giới không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Các bồ tát này đối với sắc giới không chấp lấy tướng thường vô thường. Đối với thành hương vị xúc pháp giới cũng không chấp lấy tướng thường vô thường. Đối với sắc giới không chấp lấy tướng vui không vui, đối với thành hương vị xúc pháp giới cũng không chấp lấy tướng vui không vui, đối với sắc giới không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với thanh hương vị xuất pháp giới cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với sắc giới không chấp lấy tướng tỉnh bất tỉnh đối với thanh hương vị xuất pháp giới cũng không chấp lấy tướng tỉnh bất tỉnh đối với sắc giới không chấp lấy tướng viễn mi không viễn mi đối với thanh hương vị xuất pháp giới cũng không chấp lấy tướng viễn mi không viễn mi đối với sắc giới không chấp lấy tướng tỉnh tĩnh không tỉnh tĩnh Đối với thành hương vị xúc pháp giới cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này đối với nhãn thức giới không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhĩ tĩ, thể thân ý thức giới cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhãn thức giới không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhĩ tĩ, thể thân ý thức giới cũng không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhãn thức giới không chấp lấy tướng ngã, vô ngã đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với nhãn thức giới không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với nhĩ tĩnh thể thân ý thức giới cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với nhãn thức giới không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với nhã thức giới không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với nhã xúc không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhã xúc không chấp lấy tướng vui không vui đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với nhãn xúc không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với nhãn xúc không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với nhãn xúc không chấp lấy tướng viễn ly vi, không viễn ly vi đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không chấp lấy tướng viễn mi, không viễn ly đối với nhãn xúc không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không chấp lấy tướng thường vô thường đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sinh ra cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra không chấp lấy tướng vui không vui đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn bi. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn bi đối với các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với địa giới không chấp lấy tướng thường vô thường đối với thủy Hòa Phong không thức giới cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với địa giới không chấp lấy tướng vui không vui đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với địa giới không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với địa giới không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với địa giới không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với thủy hòa phong không thức giới cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với địa giới không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với thủy hòa phong không thức giới cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với nhân duyên không chấp lấy tướng thường vô thường đối với đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với nhân duyên không chấp lấy tướng vui không vui đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với nhân duyên không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với nhân duyên không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên indicating.